Cái tay bên đây máu không? Cái nào? Em nói sao không hiểu? Bỏ bay ngón cái hả? Nó hợp lý hơn đúng không? Chị về thấy bên này nó hợp lý hơn. Nhiều ấp xe hơn đúng không? Lì ra mà lấy và lấy cho sạch rứa là họ đỡ coi là đỡ chế. Chị ơi, chị ấy ok, chị lấy mụn sạch cho em mà đau à, ý là lấy chỗ miệng ha, không ý là mấy cái mụn mà... nói gì chị em ý đau quá à, cùng non quá đau, cùng non quá nó đau à, à mô cái cục chị đang nặng thì phải nặng cho sạch gốc á, em hiểu không? Trời ơi, ai đi lấy mụn non làm chi? Trong đây toàn mụn già ấy. Vậy lên qua trên này đi, trên đã mắt à? Tìm không ra luôn à, không có nhìn ra nữa. Không lâu chúng mắt nó còn bé nó nói chị Hà làm được không? Dạ. Bé mà đôi chí chị. Ý là hỏi thử chờ chị hơi lo xíu nữa được không? Dạ. Không thì kêu chị Hà làm cho bé. Ta nhìn ngoài ta không phê nữa. Em ngoài xong nữa. Xong rồi. Nhìn không? Chậm nữa. Hà không phải ở với chị Loan, không phải lanh như chị Loan. Hiểu. Cái chịu đâu chị Loan. Em để chị bán làm đó. Ok làm giống chị làm game mày tiền làm giống hay là em chờ em nâu thì để chị Hà làm nha, chị Hà làm ok à, xong mặt này hình như xong rồi đó mà sợ xong mặt nữa hơi lâu
Mặt này khủng khiếp mà bằng hai ba mặt á. Tiền bán cũng ít lắm, nhưng mà nó sợ. Hà coi thử đi Hà. Em yên tâm, chuyên gia đó. Không, Hà sợ. Bên kia cũng có đợi chị Loan. Vô trước bán này vô sao? Vừa do chị, vừa sao. Không được sung sướng như gì. Cái kia nó sẽ không thành con đuông dừa. Cần chị ấy mình quay nữa xong mình cho vô máy mình đứng lên chứ. Thôi nhớ không đẹp, không đẹp. Không đẹp. 6 lần là cao nhất hả? Hay giống bị xa quá. Nhìn này cũng đã mà gầy thế lên. Anh này nuôi mụn đã thật đấy. Nuôi béo tròn trục luôn. Ba tháng phải không? Xí nha, chỗ này mà khủng khiếp nè. Hà ơi, xử lý giùm chị đi. Bên kia xong rồi hả? Đây nè, chưa. Nói chung cái mặt này ý là chỉ lấy những cục trừ tiêu điểm thôi, để bữa sau ghé lấy những cục kia chứ. Coi thử có giường.
Nghĩa là tư vấn kèm cho ai chứ. Ừ. Em đi cái chiếc bé hồi nãy mà chị Đoàn dẫn lên đó chị ạ. À. Khi là em kêu chắc là làm tư vấn dạ. Trên lệnh chú cho khách khỏi. Dạ. Rồi em cho bài mắt. Chắc mấy bạn nghĩ em siêu cấp rồi em đẳng cấp. Tại vì bạn đẳng cấp dạ, nhưng mà chị không mà ra không ấy chứ hề. Là nằm lên giường bên kia hả? Xong đây là phòng. Cho chị xin cái bông xíu nước muối. Mình thấy chỗ mua nhiều. Hồi xưa theo là chị mình thấy rồi. Mà để lâu quá kìa. Nhiều ạ. Một nhập vào, rồi đó. May chưa vào miệng xem nó có mùi vị gì ta. Thôi. Thôi chị ơi. Đó, chỗ cái này. Cũng giống thật. Không sót. Làm rung rung rung. Xuống xuống làm đi em. Bớt chứ chị. Cố gắng ạ. Chỗ này nhiều á. Cố gắng nghe.
làm thật làm xưa. Chán đau rồi. Chán đau. Ở đâu phải nặng chứ. Đau phải nặng. Lấy đèn qua đây em. Lấy được chưa? Ừ, lấy chạy xíu nữa này. Em rất đủ đuổi.
tính cái chi cái lưng với cái cổ à, lâu à, nặng lâu à? Không, cũng không lâu lắm, nhưng mà làm chung với cái mặt thì cái lưng với cái cổ là 100, còn cái mặt là em tính bao nhiêu ra. Chụp mũi xít hả sao? Đau quá chị ơi. Ráng cái mũi nữa là chị nghỉ. Cho nghỉ. Tiếp nữa hả? Mấy phút rồi hả? 22. Cho nghỉ đi. Còn nhiều chỗ này lắm mà. Nên cho chị xem.